Trong câu 3 này thì nó muốn hỏi tới vấn đề gì đây các bạn? Mới ba câu đầu mà thấy khá là khó chơi đúng không? Tuy nhiên là một khi các bạn đã giải khoảng 100 câu đầu tiên rồi thì những câu sau đó nó sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều. Mọi người cứ yên tâm, hãy nhớ lại những kiến thức mình đã học nha, tại các trung tâm khác hoặc là tại bài giảng của chúng tôi trong tài liệu mà tôi có biên soạn. Xem sao, về những khái niệm này xem sao ha. Thì câu hỏi này yêu cầu chúng ta phải chọn một cái giải pháp tốt nhất để cung cấp những cái khả năng mở rộng và linh hoạt cao đó, và linh hoạt cho một hệ thống back end, hạ tầng back end. Và hạ tầng này là cho phép cập nhật và thay đổi mà không làm gián đoạn dịch vụ, without disruption service. Và các kiến trúc sư bảo mật muốn giải pháp giảm thiểu tài nguyên máy chủ back end, lựa chọn những cái giải pháp và nhấn mạnh rằng session persistent đó là gì? Sự duy trì phiên làm việc là không phải là một yếu tố quan trọng trên cho những ứng dụng mà chạy trên cái backend server. Vậy thì cái nào là cái mà cần thiết nhất? Nó hỏi lằng nhằng quá đúng không các bạn? Nếu mà để hiểu nó hỏi gì đã khó rồi chứ đừng nói mà đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên thì các bạn có thể xem một số cái đáp án, Nitin với Snapshot thì tôi thấy nó không ổn lắm, có phần A, phần B. Phần B thì về bản vá thì tôi nghĩ là nó dành cho vấn đề bảo mật thì nhiều hơn. Còn Snapshot này liên quan tới hệ thống ảo hóa là lưu trữ reverse proxy do cộng đồng, chính xác hơn đấy các bạn. Chính xác hơn đấy. Proxy nghịch đảo là cái gì nhỉ? Proxy nghịch đảo là một cái giải pháp hệ thống mạng được sử dụng để chuyển tiếp yêu cầu từ người dùng đến các máy chủ backend, và thay vì trực tiếp kết nối tới các máy chủ backend đó thì người dùng gửi yêu cầu tới reverse proxy và reverse proxy sẽ chuyển tiếp yêu cầu này tới các máy chủ backend thích hợp, nên nó sẽ bảo đảm được những yêu cầu gia tăng cái sự mở rộng và ổn định và linh hoạt các thứ, mà cái session persistent thì không phải là một cái yếu tố quan trọng đúng không? Nó cung cấp khả năng mở rộng và khá linh hoạt cho hạ tầng backend bằng cách chịu trách nhiệm xử lý những yêu cầu của người dùng và nếp giảm thiểu tài nguyên của máy chủ nữa bằng cách phân phối công việc và tăng hiệu suất, đồng thời là nó có thể là cập nhật và thay đổi những cái hạ tầng. Đây cho nên trong trường hợp này cái reverse proxy là một cái khá là ổn, và cái session persistent là không quan trọng cho các ứng dụng chạy trên máy chủ backend, nên cái reverse proxy nó không cần duy trì những cái thông tin phiên làm việc này đúng không, và giúp giảm tải cho máy chủ backend và tăng cái hiệu suất toàn toàn hệ thống trong vấn đề hoạt động. Đó là về một số khái niệm giải thích của cái reverse proxy này. Còn nếu muốn các bạn cứ thể xem lại những tài liệu và research thêm, không ai cấm cả. Nhưng mà tôi cho rằng community là nó chính xác ha. Ở đây tôi sẽ highlight nó luôn. Các bạn có thể quan tâm thì theo dõi thêm một số khóa học và chính hãng do trung tâm triển khai nhé. Đây có công ty SQ Cộng, CISA, Pentest và CISP. Ai mà nắm bốn cái chứng chỉ đó thì coi nó gần xem như là thất đẳng huyền đai rồi các bạn, đỉnh cao, bởi vì nó ra 10 chứng chỉ lận.